Các bạn thân mến, bây giờ tôi lại tiếp tục vẽ tiếp dự án về phim Thạch Sanh đánh Chân Tinh. Đây là phần tôi vẽ phần quan quân đến báo cho Thạch Sanh là sẽ có ngày đến cái ngày mà báo cho Lý Thông là đến ngày phải ra tế cho Chân Tinh. Thì lúc này quan quân đến thì tôi vẽ một con ngựa để quan quân có thể là ngồi trên lưng ngựa để mà đến nhà Thạch Sanh, đến nhà Lý Thông. Thế thì tôi mới vẽ được hai hình. Tôi vẽ tiếp hình tiếp theo. Các bạn chú ý nhìn ở trên này vẽ rất là nét, không giống như là phần mềm Moho, Enemy Moho của Smith. Thì Moho thì khi mà chúng ta vẽ, chúng ta thường phải dùng vector để vẽ. Việc chỉnh vector rất khó lâu. Và đây chúng ta vẽ ngựa thật thì giống như là chúng ta vẽ trên giấy. Đấy, các bạn nhìn thấy. Ở đây ta có thể chọn màu cho ngựa luôn. Ta chọn màu màu đỏ cho ngựa. Đấy. Đây tôi chọn màu đỏ cho ngựa. Tôi có thể chọn màu đây. Ta nối tiếp vào đây. Đấy. Cái ở đây các bạn điều chỉnh nét bút nhé. Các bạn có thể thêm nhiều nét bút vào với nhau. Thì nó có thể điều chỉnh được nét bút cho chúng ta. Để mà chúng ta có thể vẽ tốt hơn. Mẹ cứ mở to mà xem, con dậy không sao đâu. Để ta vẽ, ta chọn như này. Đấy, cái chỗ nào mà các bạn không vẽ mà không sát thì các bạn có thể undo lại bằng cách là nhấn phím Ctrl Z. Chỗ này ta phóng to lên để ta có thể nhớ phóng to trong phần mềm Tom Bomb. Thì các bạn chú ý là ấn phím X trên bàn phím. Và thu nhỏ thì ấn phím Z trên bàn phím. Còn bàn tay thì các bạn ấn phím dấu cách giống như là Photoshop các bạn dùng. Chúng ta nhớ nối, đừng để cho nét hở nhé. Khi nét hở thì ta sẽ tô màu rất là khó. Đây là nét bút trong Tom Bomb nhưng mà nó cũng đồng thời là nét vector. Đó. Tom Bomb vẽ rất là dễ đúng không? Các bạn nhìn thấy. Khi mà ta làm concept ở trên file Photoshop xong thì chúng ta vẽ trên này. Rồi ta vẽ tiếp vào cái kiểu của ngựa. Chúng ta chỉ vẽ một lúc là xong con ngựa thôi và sau đó vẽ người cưỡi ngựa để có thể phi đến nhà của Lý Thông. Nếu các bạn kiên trì, các bạn có thể làm các kênh YouTube rất là dễ và các bạn làm những bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi xem. Chỗ nào mà tôi đứt thì tôi có thể nối lại. Các bạn có thể điều chỉnh cỡ bút to nhỏ tùy ý, ví dụ như là tôi muốn to hơn một chút. Đấy. Tôi nối lại. Các bạn chú ý nha, min là nét nhỏ và max là nét to. Thì trong đó nó sẽ dao động từ min cho đến max. Đây là vó ngựa. Đó. Các bạn có thể quay phím C này để các bạn vẽ chân cho nó dễ vẽ.
là phím cờ đấy hay là si trên bàn phím để chúng ta có thể vẽ cho ngựa được đẹp hơn. Đó. Ship C thì lại trở lại về phía đầu để chúng ta lại vẽ được về phía đầu. Cảnh thì tất cả cảnh đây là tôi đều vẽ nét hết, cho nên là không có chỗ nào mà chúng ta cần phải đi nhập tranh ở bên ngoài vào, vì nhập tranh bên ngoài vào thì làm rất khó, làm rất là khó cho các bạn. Chúng ta không chủ động được vẽ tranh cho nhân vật. Đây là với con ngựa màu màu đỏ. Chỗ này các bạn cho mắt nó màu đen, lát nữa ta cho mắt màu đen. Đây là hai cái tai của ngựa. Tai ngựa thì ở các bạn quan sát ở phía trên. Còn đây là bờm ngựa. Bờm ngựa các bạn có thể vẽ bay theo chiều gió. Đó. Và bây giờ tôi vẽ được cái đuôi ngựa. Mỗi một đuôi ngựa khi gió nó khi bay thì đuôi ngựa sẽ chuyển động theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho hình ngựa vào, hoặc là bằng cách các bạn có thể nhấp airdrop vào đây để chúng ta lấy màu sắc của cho ngựa của chúng ta pen vào bên trong. Đấy, chỗ này thì chúng ta chưa vẽ, đâm ra nó sẽ bị chỗ này. Giờ ta sẽ vẽ nét ngựa ở chỗ bụng ngựa để chúng ta khoanh vùng nó. Rồi bây giờ các bạn vô vào. Chúng ta cố đóng kín tất cả vị trí lại. Kín các nét lại nhé, các bạn chú ý như thế. Chúng ta xem nguồn nét nào hở. Chúng ta sẽ tô với màu đỏ thẫm luôn này. Đó. Rồi. Trước khi vào đấy thì chúng ta sẽ nên tô cho nó chỗ đậm, những cái chỗ ta vẽ các nét con ngựa. Đó. Ví dụ như chỗ này là cái bắp đùi của nó này. Đó. Ta cho nét to lên một chút. Tô điểm cho con ngựa đẹp hơn. Chỗ này cũng là cho lên đậm một chút.
đuôi ngựa. Các bạn ấn mạnh thì netbook sẽ mạnh. Này các bạn cho mắt nợ đen. Rồi chúng ta cho mắt nợ cho đây màu trắng. Đây là cái má của ngựa. Má ngựa chúng ta cho màu. Đó mời này chúng ta cho vào mạng. Rồi chúng ta còn hai chú nữa ở dưới phía dưới. Hai chú nữa phía dưới chúng ta lại vẽ tiếp tục như vậy. Và để cho nó hoàn thành con ngựa của chúng ta.
tô điểm cho nó phần đậm một chút để tạo cơ cho con ngựa. Đây là những phần nổi.